Channel. Halloween sắp tới rồi, còn 2 tuần nữa thôi á. Thì mọi người không biết có ý tưởng Halloween chưa nào? Mọi người nhìn Cindy, cảm thấy hôm nay Cindy sẽ là gợi ý cho mọi người có gì dễ thương ở Halloween này đấy. Đó chính là con thỏ. Con thỏ Cindy sẽ mất cái bút dễ thương. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Bước đầu tiên đó chính là mình sẽ đeo cài nhé. Tại vì Cindy tóc thì hơi dài, Cindy sợ lúc bánh cướp thì sẽ dính tóc. Nè, hôm nay Cindy mặc đồ là một hồng luôn. Bây giờ Cindy sẽ xoa dưỡng môi của Kiko nhé. Mọi người nhớ xoa đều nhé. Sau đó Cindy kem dưỡng Bororo. Mọi người
chữ T nhé. Mọi người nhớ cười lên và chỗ mà mắt đây nè, má hồng, chỗ má thì mình sẽ đánh má hồng lên nhé.
đầu tiên xin đi kể ra đây. Thật là khó luôn mọi người. Đây đúng là lần đầu tiên của xin đi luôn đấy. Khó không? Yeah.